Ngọc Liên có bị dạn da không? Là câu hỏi mà nhiều chị em đang thắc mắc lắm, nhiều chị em hoảng loạn sau khi xài khiến cho da bị dạn. Da đang bình thường muốn đẹp hơn mà xài Bạch Ngọc Liên lại khiến cho da bị dạn, xấu hơn cả lúc chưa xài kem nữa. Sau đây shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ nói bạn biết nguyên nhân và cách xử lý sao cho hiệu quả nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Xài kem bạch ngọc liên sẽ có những người bị dạn da. Có nhiều nguyên nhân khiến cho da bị dạn sau khi xài kem bạch ngọc liên. Một trong những nguyên nhân chính là do bạn ít tẩy tế bào chết cho da body điều này khiến cho từng vùng da không đều nhau, nên khi xài kem bạch ngọc liên, khiến cho da được nuôi dưỡng không đều khiến cho da có cảm giác giống như bị dạn da vậy. Nguyên nhân nữa khiến da bị dạn mà không hiểu tại sao là do bạn mua phải kem bạch ngọc liên, hàng giả nhái. Kem bạch ngọc liên hàng giả khiến cho da bị dạn nhiều và rõ rệt, nhiều người đã xài phải hàng giả và không thể lấy lại được làn da như trước nữa, đã rất hối hận và tiếc nuối. Nên bạn nhớ tìm hiểu kỹ xem mình bị dạn da khi dùng kem bạch ngọc liên là do có phải mua phải kem giả hay không. Sau khi xài kem bạch ngọc liên, một thời gian sẽ khiến cho da bạn cảm giác như dạn da, nhìn không đều màu, cảm giác hơi ghê ghê, nên nhiều khi ai đó nhìn vào da của mình giống như mình bị bệnh lăng ben hay bệnh gì đó vậy. Vì thế sẽ khiến cho mình mất tự tin và mặc gì cũng không dám mặc vì sợ ai đó nhìn thấy làn da dạn xấu xí của mình. Thỉnh thoảng có khách hàng phản hồi với bên mình là, "Kem có vẻ bị dạn sau khi xài kem body ngọc ngọc liên." Và những khách hàng này rất là lo lắng không biết phải làm sao. Thì nguyên nhân phần lớn bị dạn da là do ít tẩy tế bào chết nên nếu như khi sử dụng kem bạch ngọc liên một thời gian mà bạn thấy da mình kiểu không đều màu như bị dạn da thì hãy áp dụng cách mà shop mình đã chỉ cho nhiều người thực hiện và có hiệu quả là hãy tẩy da chết thường xuyên mỗi ngày. Việc tẩy da chết cho body cực kỳ quan trọng trong việc chăm sóc và dưỡng trắng da body. Các mảng tế bào chết trên da khó nhìn thấy bằng mắt thường nên nhiều chỉ khi sử dụng những loại kem tẩy tế bào chết phù hợp mới có thể loại bỏ chúng được. Và khi loại bỏ được tế bào chết thì việc dưỡng da trở nên dễ dàng hơn. Nếu bạn xài đủ loại kem mà vẫn thấy không trắng không hiệu quả thì có thể là do bạn không dùng kem tẩy tế bào chết cho da body. Giống như nhiều khách hàng bên mình khi sử dụng kem body bạch ngọc liên, sau một thời gian bị dạn da, là do không dùng tẩy tế bào chết nên da thường bị dạn sau khi sử dụng kem body. Để đạt hiệu quả tốt nhất, trắng đẹp nhanh nhất thì bạn nên trộn kem body bạch ngọc liên với những loại dưỡng thể khác, như các dòng Vaseline của Thái, hoặc bạn có thể trộn thêm những dòng kem kích trắng như Alpha A Abutin, hoặc kích trắng Abutai 3C3 hoặc bạn cũng có thể trộn với những dòng kem dưỡng thể khác có khả năng cấp ẩm tốt, cũng như có khả năng dưỡng trắng và quan trọng nhất là nó hợp với da bạn. Khi sử dụng kết hợp kem body bạch ngọc liên với các loại dưỡng thể, kích trắng khác sẽ giúp cho da bạn được nuôi dưỡng trắng nhanh hơn. Da được mất mịn và cấp ẩm đầy đủ nên da lúc nào cũng mất mịn và đàn hồi căng tràn sức sống. Sau một thời gian sử dụng kem body bạch ngọc liên và các dòng dưỡng thể khác, thì khách hàng bên mình đã có được một làn da trắng mịn căng bóng, ai cũng khen nức nở. Và quan trọng nhất là da đẹp nên mặc gì cũng đẹp, đi đâu ai cũng khen và hỏi dùng kem gì mà da đẹp thế chỉ cần bạn mua được đúng hàng chính hãng là được nhé, vì kem body bạch ngọc liên hàng nhái rất nhiều. Hãng nhái cũng trắng đẹp nhanh, nhưng về lâu dài có thể khiến cho da bạn xấu thậm tệ, mà khó chữa khỏi để lấy lại làn da, như ban đầu được. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, thì có thể liên hệ qua Zalo của shop để được nhân viên tư vấn kỹ hơn nhé.